Chuyện gì ghê vậy má? Nghiêm trọng lắm. Vô đây, tôi nói chuyện này cho mày nghe nè. Chuyện gì mà ghê vậy má? Giá chuyện thế giới này, chuyện này nghiêm trọng lắm. Pha tao ly cà phê đi, tao kể cho nghe. Rồi, đợi tao 2 phút. Nè, hốc đi con đúng lì, tao pha ngon lắm á. Còn ly của mày đâu? Giờ tao đi pha nè, cà phê của tao là cà phê đặc biệt. Ủa rồi có khác gì của tao đâu, khác mỗi cái là tao có đá mày không có đá thôi. Thì nó cũng là cà phê sữa nhưng mà cái của tao nó giảm mỡ bụng với là giảm cân, nó ngon y như thế này luôn. Mày không ấy đổi hả? Quá mày. Tao đang muốn giảm mỡ bụng. Thôi thôi mày khỏi đi, mày thì có vậy thì không ai yêu đâu. Biên. Thôi thôi bây giờ kể chuyện đi nè. Vô. Vô. Kể cho nghe. Cả ly cà phê mà cuối cùng tao chưa hiểu câu chuyện là gì. Rồi cuối cùng từ sáng giờ mày nói cái gì tao không hiểu một cái gì cả. Mày nói kỹ tao một lần một cái nào. Không nói lớn được. Ghé lại đây tao nói nhỏ cho nghe. Ghê trời. Đấy, nói nhỏ mình mày nghe. Cho mượn 50 ơi. Có vậy thôi hả? Mà sao tao đâu nói gì đi. Làm mất thời gian cả ngày không